Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chap 329, toàn trường một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi người như bị sấm đánh, không thể tin vào mắt mình. Họ tự hỏi, phải chăng ta đang mơ, hay thế giới này đã điên rồi? Mọi người đều nghĩ rằng thẩm lãng sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Nhưng hiện tại, tất cả đều hoàn toàn ngược lại người bị hạ gục không phải là thẩm lãng, mà là trùng sư sư. Không, nàng không chỉ đơn thuần bị hạ gục. Nàng như bị định thân trong nháy mắt, sau đó bị thẩm lãng đá ngã xuống đất bằng sức lực của cả hai chân. Cuối cùng, hắn dùng một hồi vương bát đàn nhảm nhí tào lao quyền để đánh trùng sư sư thành đầu heo. Mọi người ở đây đều biết rằng thẩm lãng không có võ công, nhưng hắn đã thắng. Điều này thật khó tin, trùng sư sư có võ công cao cường như vậy, vì sao lại bị thẩm lãng đánh bại? mọi người đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Họ nghĩ rằng thẩm lãng đã gian lận, nhưng không ai thấy hắn dùng ám khí. Hơn nữa, mọi người đều mong muốn xem thẩm lãng bị hạ gục, bị thiến hủy dung. Nhưng khi thẩm lãng đang đánh đập trùng sư sư, mọi người lại cảm thấy rất thích thú. Thẩm lãng, ngươi thật là tàn nhẫn. Nàng là một nữ thần xinh đẹp, một gương mặt tinh xảo tuyệt luân, ngươi thế nhưng lại có thể hạ thủ. Trùng sư sư hiện tại thật sự thảm hại, nàng bị đánh đến mặt đầy máu, mũi tinh xảo của nàng thậm chí còn bị gãy. Thẩm lãng, ngươi thật là độc ác. Ngươi đã nói rằng toàn thân nàng sẽ đầy máu, nhưng chúng ta không nghĩ rằng điều đó lại thật sự xảy ra. Tiết bàn cũng hoảng sợ. Đầu tiên, hắn tự nhiên sợ hãi vì chủng sư sư thua. Nhưng điều khiến hắn càng không dám tin là thẩm lãng lại có thể hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Chủng sư sư, nàng không chỉ là một công chúa, mà còn hơn cả một công chúa. Nàng là người phụ nữ đẹp nhất và có thân phận cao quý nhất trong cả Việt quốc. Thẩm lãng, ngươi đã làm như vậy, ngươi chắc chắn sẽ đắc tội với gia tộc chủng thị. Ngươi không phải là người thông minh như trong truyền thuyết sao? Tại sao ngươi lại làm việc mà hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả? Sau một hồi lâu, hai nữ võ sĩ của gia tộc chủng thị đã bay nhanh lên và ôm chủng sư sư. Tiết tuyết đã nhanh chóng dùng tơ lụa để che khuất khuôn mặt của chủng sư sư, để không ai có thể nhìn thấy bộ dáng của nàng lúc này. Một nữ tướng xinh đẹp tiến lên và lạnh lùng hỏi thẩm lãng, thẩm lãng, ngươi đã dùng kế gì? Nàng cảnh báo, nếu sư sư có chuyện gì không may, ngươi sẽ phải trả giá, ngay cả mười mạng của ngươi cũng không đủ. Ngươi đã rước họa lớn, gia tộc chủng thị sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thẩm lãng hỏi, ngươi là chủng miểu, nghĩa nữ của gia tộc chủng thị sao? Chủng miểu, nghĩa nữ của gia tộc chủng thị, lạnh lùng trả lời, ngươi biết rồi thì tốt. Ngươi đã gây ra một họa lớn, hiện tại ngươi nên tự mình đi xin cầu tha từ nghĩa phụ. Đó là cơ hội duy nhất để ngươi sống sót. Thẩm lãng giơ tay lên, khổ đầu hoan đưa cho hắn một chén trà. Thẩm lãng uống một nửa, còn lại một nửa để xúc miệng. Sau đó, hắn trực tiếp phun nước trong miệng lên người trùng miểu. Trùng miểu hoảng sợ, với võ công của nàng, nàng hoàn toàn có thể tránh được, nhưng nàng không nghĩ rằng thẩm lãng lại có thể hành động như một kẻ lưu manh đến mức này. Hắn đã phun nước miệng trực tiếp lên mặt nàng. Thẩm lãng nói, nước tiểu của ta có thể giúp ngươi tỉnh lại, nhưng ta chỉ dùng nó cho người ta yêu quý. Ta không thể dùng nó cho ngươi, vì đó sẽ làm ngươi chiếm lợi ích lớn. Vì vậy, ta chỉ phun một ngụm để tỉnh ngươi. Trùng biểu không thể tin vào mắt mình khi nhìn thầm lãng. Sau đó, nàng nhìn về phía tiết bàn. Trên thế giới này, liệu có ai như vậy không? Một người hoàn toàn không có phong độ của quý tộc và hoàn toàn không lo lắng về việc đắc tội với gia tộc trùng thị. Hắn đã làm càn đến mức này. Thẩm lãng với vẻ khinh thường nói, nếu ta thua, trùng sư sư có thể tha cho ta không? Ta chắc chắn sẽ bị thiến, cánh tay sẽ bị chặt đứt và khuôn mặt sẽ bị hủy. Sao chỉ cần nàng đánh ta, nhưng ta lại không được đánh nàng? Tiết bàn trả lời, thẩm lãng, gian lận trong võ đạo không phải là điều tốt đẹp. Trùng biểu lạnh lùng hỏi, nói đi, ngươi đã dùng âm mưu quỷ kế gì? Với thực lực của ngươi, sư sư chỉ cần dùng nửa móng tay cũng có thể giết ngươi. Ngươi đã dùng thủ đoạn gì để làm dối kỷ cương? Thẩm lãng nhếch môi, đôi mắt nào của ngươi thấy ta gian lận, đôi mắt ở mông à? Ta nói với ngươi, ta đã dùng bản lĩnh để đánh bại trùng sư sư, ta chính là tôn tử. Trùng miểu tức giận đến nỗi phải khí tắc, đột nhiên rút kiếm, sắp xông lên để chém thẩm lãng thành từng mảnh. Khổ đầu hoan tiến lên một bước, rút một nửa kiếm, đặt trước mặt thẩm lãng và nói, đã đánh cuộc thì phải chấp nhận thua. Thẩm lãng chắp tay, sau đó lên ngựa, hướng tới toàn trường quý tộc, dơ lên hai ngón tay giữa, sau đó tự tin rời đi. Tuy nhiên, chỉ mới chạy không đến 100 mét, hắn đã quay trở lại. Thẩm lãng tự tin nói, đúng, theo quy định của cuộc đánh cuộc, nếu chúng sư sư thua, khu vực săn bắn Bắc Uyển sẽ thuộc về chúng ta. Bây giờ, Tất cả các ngươi hãy cút đi, cút đi." Sau khi nói xong, Thẩm Lãng lại một lần nữa tự tin rời đi. Trùng Miểu, nữ nghĩa tử của Trùng Thị, nghiến răng nói, tên cận bã này vẫn luôn như vậy sao? Tiết Bàn gật đầu, Tiết Tuyết nói, đây là một hỗn thế ma vương không có điểm mấu chốt. Nhưng mà, sau một lát, Thẩm Lãng lại quay trở lại. Hắn nhìn Tiết Tuyết, gương mặt ôn nhu như nước, "Ngươi tên là Tiết Tuyết hử?" Tiết Tuyết gật đầu và nói, "Đúng vậy, Thẩm công tử có gì chỉ giáo?" Thẩm Lãng hỏi Kiếm Vương Lý Thiên Thu đã từng là nghĩa phụ của ngươi phải không? Tuyết Tuyết trả lời, Thẩm Công Tử, ngươi nhận nhầm người, ta không hề quen biết Kiếm Vương Lý Thiên Thu. Thẩm Lãng hướng tới nàng, dựng thẳng lên một ngón tay và nói, Ngươi trâu bò đấy. Sau đó, hắn lại một lần nữa tự tin rời đi. Lần này, đó là sự thật. Tuyết Tuyết trắng bệch mặt, ý tứ của câu cuối cùng của Thẩm Lãng rất rõ ràng, hắn đã theo dõi nàng. Thật sự bị Thẩm Lãng loại người này theo dõi, thật là khiến người ta cảm thấy hãi hùng. Tiết Lê đã đau hắng muốn chết. Hôm nay, khuôn mặt tuyệt mỹ của chủng sư sư đã bị đánh thành đầu heo, xương mũi ngạo nhân đã bị đánh gãy. Tên cận bã này thật sự không có điểm mấu chốt, hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc là gì. Chủng miều nói, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Tiết bàn đề nghị, hãy trở về và báo cáo cho chủng phi nương nương và chủng ngạc đại nhân. Chủng miều đồng ý, đúng vậy, nương nương và chủng ngạc đại nhân chắc chắn sẽ không tha cho thầm lãng. Việc thẩm lãng đánh trùng sư sư đã gây ra một cơn sóng gió lớn. Phó sử của su mật viện, trùng ngạc, rất tức giận, còn tam vương tử thì đầy oán giận. Nhưng hai người đều không thể đi cáo trạng bởi vì thân phận của họ quá cao, không thể vì một chuyện nhỏ mà cáo trạng quốc quân, nhưng trùng phi có thể. Trong số các thê tử của Ninh Nguyên Hiến, vương hậu trúc thị rất đoan trang và hào phóng, được mọi người kính nể. Biện phi rất ôn nhu, hiền lương và thục đức. Tô phi tuyệt mỹ, quyến rũ và đầy sức hút. Trùng Phi rất diễm lệ và đanh đá. Đã từng có một thời gian dài, Ninh Nguyên Hiến bị Trùng Phi mê hoặc. Thật ra, đôi khi nam nhân thích loại nữ nhân đanh đá và diễm lệ như vậy. Trong thời gian đó, Ninh Nguyên Hiến thật sự rất ân sủng Trùng Phi, thường xuyên ở cùng nàng trong phòng. Nhưng nữ nhân này thật sự quá đanh đá và lợi hại. Dần ra, Ninh Nguyên Hiến thật sự có chút không chịu nổi, cho nên liền lảng tránh nàng. Trùng Phi cũng có cốt khí, ngươi không để ý tới ta, ta cũng không cần quan tâm tới ngươi. Cho nên những năm gần đây, hai người ở vào giai đoạn lãnh đạm. Nhưng Ninh Nguyên Hiến từ sâu trong nội tâm vẫn là tương đối thích Trùng Phi, ít nhất nàng không giống Tô Phi có tâm cơ, một lòng chỉ vì Tô thị gia tộc. Trùng Phi từ khi được gả đi, một lòng một dạ đều hướng về Ninh Nguyên Hiến. Sau khi phu thê ân ái, thì nhi tử Ninh Kỳ chính là người mà nàng hướng đến. Nhưng nàng cũng thương yêu nhất đó là Trùng Sư Sư, cho dù là cháu gái, nhưng so với thân sinh nữ nhi còn muốn thân hơn. Trùng Phi không thể bỏ qua việc Trùng Sư Sư bị đánh như vậy nàng liền vọt tới phòng thư của quốc quân và gọi to ninh nguyên hiến lê chuẩn đại hoạn quan ngay lập tức cúi đầu xuống hắn sợ nhất chính là chủng phi trong số các thê tử của quốc quân dù muốn trêu chọc nàng hắn cũng chỉ dám nói với đầu gối vương hậu có thể ngạo mạn nhưng rất có hàm dưỡng ít khi phát hỏa với người khác nhưng chủng phi lại khác nàng thích hành động theo hứng muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng quốc quân ninh nguyên hiến không còn cách nào khác buông sách xuống và hỏi có chuyện gì vậy Trùng Phi trả lời: Ngươi hãy đi bắt Thẩm Lãng ngay và giết hắn. Quốc Quân Ninh Nguyên hiến hỏi: Vì sao vậy? Trùng Phi giải thích: Thẩm Lãng, kẻ đáng ghét kia đã đá trúng ngực sư sư, có thể đã làm nứt xương sườn của nàng. Hắn còn đá trúng bụng nhỏ của sư sư. Hắn có phải là con vật không mà lại đá vào chỗ nhạy cảm như vậy của một nữ nhân? Không chỉ có vậy, hắn còn đánh sư sư đến mặt đầy máu, thậm chí còn làm gãy mũi nàng. Khi nghe được điều này, khuôn mặt của Quốc Quân run rẩy từng đợt khi hắn nghe được tin này cả người hắn như muốn nhảy dựng lên hắn biết thẩm lãng sẽ thắng nhưng hắn chỉ nghĩ rằng thẩm lãng sẽ đánh bại chủng sư sư mà thôi không thể tưởng tượng được rằng kẻ tiểu nghiệt xúc này lại có thể tàn nhẫn như vậy chủng sư sư một thiếu nữ tuyệt sắc làm sao ngươi có thể đánh nàng như vậy quốc quân lúc ấy thật sự hối hận đù mé nếu biết trước sẽ như vậy hắn chẳng nên để cho họ thi đầu võ thẩm lãng kẻ hỗn đản này thật sự như một hỗn thế ma vương chỉ cần hắn buông lỏng một chút Tên hỗn đản này có thể gây ra những sự việc kinh khủng. Hắn giống như một con chó điên, một khi cắn người, sẽ làm máu chảy đầm đìa, thảm khốc đến mức không thể nhìn. Nếu ai là cha mẹ của hắn, chắc chắn sẽ bị hắn làm cho sợ hãi đến chết. Lại có chuyện này ư, quốc quân tức giận, trùng phi nói, thiên chân vạn xác ngươi hãy lập tức phái người đi bắt thẩm lãng, đánh chết hắn. Nếu ngươi không hành động, ta sẽ tự mình phái người đi bắt. Hôm nay nếu không giết kẻ xúc sinh này, ta sẽ không chịu nổi. Không cần, không cần, ta sẽ đi làm ngay, bắt hắn, đánh chết hắn. Ninh Nguyên Hiến nói, Lê Chuẩn, hãy lập tức phái người đi bắt thẩm lãng, đưa hắn tới vương cung và đặc biệt hung hăng đánh hắn. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nghe rõ ràng, đó là lệnh đặc biệt đánh. Trùng Phi nghe được lời này, tự động não nàng lại phiên dịch thành đánh chết tươi. Tức khắc, nàng vừa lòng, hứng thú bừng bừng nói, ta tự mình giám sát, không, ta tự mình đánh chết hắn. Ninh Nguyên Hiến lập tức tiến lên nói, ái phi, loại này việc nặng như thế này, sao có thể làm ngươi tự mình động thủ a? À? Tiếp theo, Ninh Nguyên Hiến tiến lên ôm eo nhỏ thon của Trùng Phi, hôn lên cái miệng nàng, tay chui vào hông nàng. Ngươi làm gì? Trùng Phi gương mặt đỏ lên, lạnh giọng nói, ngươi không phải nói muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu đụng vào ta thì heo chó không bằng sao. Đù mé, lúc ấy quốc quân cùng nàng cãi nhau, xác thật nói qua sẽ không đụng vào nàng một chút nào nữa, nhưng là sao có thể nói ra heo chó không bằng như vậy? Ninh Nguyên Hiến ôn nhu nói, bảo bối, thà tin rằng trên thế giới có quỷ, không thể tin tưởng miệng nam nhân A. Sau đó, Ninh Nguyên Hiến tiếp tục đưa bàn tay du lịch. Trùng phi diễm Mỹ gương mặt đỏ bừng, dỗi nói, không biết xấu hổ, ngươi chính là cái không biết xấu hổ, kẻ xấu xa. Sau đó, hai người đè lên nhau, nửa năm kìm nén hoàn toàn kết thúc. Mấy cái hoạn quan chạy nhanh đi ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại. Trong lòng Ninh Nguyên Hiến đầy cay cú, hắn mắng thẩm lãng, kẻ tiểu nhân này, vì hắn mà ta phải dùng mọi thủ đoạn, cả nam nhân kế cũng phải đem ra rồi. Hắn, một thân trí tôn quốc quân, đã phải liều mạng để khiến trùng phi mê loạn, đem chuyện đánh chết thẩm lãng bỏ ra khỏi đầu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lê Chuẩn tự mình trói thẩm lãng và đưa hắn về. Trước mặt đông đảo người, hắn đã trừng phạt thẩm lãng 30 roi. Máu chảy đầm đìa, cảnh tượng thật là thê thảm. Tuy nhiên, lượng máu chảy ra có vẻ hơi nhiều, ít nhất là hai cân, có vẻ hơi khoa trương. Sau khi đánh xong, thẩm lãng nhanh chóng được đưa đi. Hắn được tắm rửa sạch sẽ, thậm chí không hề dụng một sợi lông, lão Lê thật sự biết cách làm việc. Hắn sợ rằng tiếng kêu thảm thiết của thẩm lãng không đủ để diễn tả sự thê lương, nên đã cố tình ẩn giấu một tiểu thái giám phía sau cửa để phối âm. Tiếng kêu thảm thiết đó thực sự đã làm rung chuyển trời đất. Còn tiểu thái giám kia thật sự đã rất vất vả, giọng của hắn đã hô đến chảy máu, phối âm diễn viên thật sự đã liều mạng. Đến buổi tối, trùng phi mềm mại cuộn tròn trong lòng Ninh Nguyên Hiến, giống như một con mèo no bụng. Bỗng nhiên Nàng hỏi, thẩm lãng đã bị đánh chết chưa? Bên ngoài cửa, đại hoạn quan Lê Chuẩn trả lời, chúng ta đã đánh gãy ba cây roi trên người hắn và hắn đã mất nửa cân máu. Khi chúng ta nâng hắn đi, hắn dường như không còn hơi sức. Ninh Nguyên Hiến ôm eo trùng phi, hôn lên đôi môi đỏ của nàng và nói, được rồi, ái phi hãy nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé, ngoan ngoãn. Trùng phi thưởng thức sự ôn nhu khó có của chồng và trong phút chốc, nàng cảm thấy tiếc nuối khi phải rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Vụ việc đánh chết thẩm lãng dường như chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng mà thôi đếch quản nữa. Ngày hôm sau, Ninh Khải, vương thúc của Ninh Nguyên Hiến, đến cầu kiến. Hắn nói, bệ hạ, ngài đã quá phóng túng thẩm lãng, khiến hắn trở nên vô pháp vô thiên. Dù sao thì lục vương tử cũng là con của bệ hạ, là quý tộc của vương thất. Nhưng thẩm lãng lại dám đánh hắn và còn nói muốn tàn phá hắn. Hơn nữa, trùng sư sư dù sao cũng là một cô gái và hiện tại cô ấy đến thủ đô là để thân cận với võ thân vương, người sẽ kế vị đại viêm đế quốc. Nhưng thẩm lãng lại đánh cô ấy đến mức hủy dung, thậm chí còn gãy xương mũi của nàng ấy. Điều này làm sao chủng thị đi xem mặt ở đế quốc nữa. Nếu chúng ta không xử lý vụ việc này, có thể sẽ gây ra sự tức giận của võ thân vương và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quốc sự. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến gật đầu và nói, vương thúc, lời của người có lý. Vì vậy, hôm qua ta đã trừng phạt thẩm lãng, đánh hắn đến cùng giới hạn của sự sống. Nghe nói, hắn giờ đây đang hấp hối. Ninh Khải, Vương Thúc, thở dài và nói, bệ hạ, xin nghe lời khuyên của ta. Đối với thẩm lãng, ta không thể dung túng và càng không thể trọng dụng hắn. Ninh Nguyên Hiến đáp, Vương Thúc, lời của người đúng. Vì vậy, ta đã tước đoạt mọi chức quan của hắn, kể cả chức trần xa. Tại phủ thái tử, tên chủ bộ cười to và nói, thẩm lãng lần này đã gây ra tai họa lớn, dù không chết, hắn cũng phải trả giá. Bệ hạ, dù có sủng ái hắn, cũng phải đền bù cho chủng nghiêu hầu và đại viêm đế quốc võ thân vương ngôn vô kỵ phụ tá của trúc nhung từ từ nói quốc quân ngươi cảm kích thẩm lãng cũng chưa kịp chủ bộ của phủ thái tử ngạc nhiên hỏi làm sao có thể ngôn vô kỵ nói thẩm lãng đã đánh bại chủng sư sư bằng cách gian lận nhưng tại sao hắn lại cần phải làm quá xa đá vào bụng nàng thậm chí còn đánh gãy xương mũi của nàng biến khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng thành một cái đầu heo chủ bộ của thái tử phủ trả lời hắn đang trả thù cho vợ mình vì chủng sư sư đã từng gây thương tích cho kim mộc lan ngôn vô kỵ tiếp tục đó chỉ là lý do đầu tiên còn một lý do quan trọng khác là thẩm lãng đã đá vào bụng nhỏ của chủng sư sư coi như là một hành động làm bẩn trinh tiết của một người phụ nữ hơn nữa hắn đã đánh nàng đến mức mất đi nhan sắc chính là để ngăn cản hắn và con trai của võ thân vương đế quốc trở nên thân thiết hắn làm điều này vì bệ hạ khi nghe được điều này chủ bộ của thái tử phủ rất ngạc nhiên chắc chiêu nhan nói Trùng Thị là con gái của Việt Quốc Thần Tử, bệ hạ không muốn Trùng Sư Sư gả cho con trai của Võ Thân Vương Đế Quốc. Nhưng con trai của Võ Thân Vương Đế Quốc đã yêu Trùng Sư Sư từ cái nhìn đầu tiên với vẻ đẹp tuyệt mỹ vô song của nàng. Mặc dù bệ hạ không muốn điều này xảy ra, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản nó một cách công khai. Thẩm Lãng đã làm cho Trùng Sư Sư mất đi nhan sắc, giống như đã phá hủy cuộc hẹn hò này, đã phá hủy duyên phận này. Thẩm Lãng đã làm điều này vì quốc quân, đã suy nghĩ cho quốc quân đã hoàn toàn thấu hiểu những gì trong lòng quốc quân. Và còn có bệ hạ đã chịu qua, bệ hạ không biết phải cảm kích hắn như thế nào và làm sao có thể trừng phạt hắn. Ngay lập tức, mọi người ở đây đều tỉnh ngộ. Đúng vậy. Câu chuyện này từ đầu đến cuối đều ly kỳ vãi đái. Hết cháp 329